Em cho bóng tay làm sao mà tự dưng nó cấp ra hết còn có hai ngón chân trái không vậy? Trên ghế anh còn cái hộp chân xanh này, em lấy em sơn không? Anh tặng em hộp chân xanh nha. Nha. Xin ké xem lại ghi anh Chiến. Em ơi, xin ké lại ghi anh Chiến nè. Hiệp mà lại đây, gió hầm lên lấy mực đưa em đó đi. Trời ơi, bơi đi đâu giờ nắng giờ nâu em. Lại đây lấy ké nè. Trời ơi. Đây, lại đây em. Ké anh tôi mười mấy hầm đây em, không lại đi em lấy bơi đi đâu vậy? Xe không đeo bao tay rồi vô, trời ơi. Giang nắng hồi nãy giờ trời. Có cái gì to to vậy? Ghê. Đây không phải cô bán nước. Cái rổ đâu không hết đâu. Thôi em lấy cái thúng em cặp vô em xúc mình đổ xuống cái thúng. Nè. Láo em nè. Sao? Giờ ăn ké gì lực nở tụi anh lấy anh đưa. Ý là em xin ké đi giờ là đỡ em làm gì em móc màu là màu gì? Ý là móc màu đỡ em làm gì? À, để em đi đánh câu. Em đánh câu hay là ông ba à, ông ba đánh câu. Em đi không? Em ở nhà em làm gì? Em cứ ở nhà em đi xin ké gì không thì ông ba em bữa đầu tiên. Mật móc câu được không? Giờ là anh không có cho mồi để em móc câu, nhưng mà anh cho mực để em về em ăn nha. Mực móc cũng được, càng ngon nữa không? Trời ơi, vậy là nay bắt đầu em lấy số điện thoại anh đi, cứ anh vô đây là anh đưa mực cho em móc màu. À. Em không xài điện thoại, em lấy điện thoại anh này em xài. Có gì anh liên hệ theo cái số của anh luôn. Nè. Em lấy điện thoại anh em trai vậy? À. Đàn em điện thoại luôn. Đàn em đi điện thoại, em lấy điện thoại anh em trai. Lấy cho anh vui ngay. Gì đó? Chị cười biết không biết? Chị có điện thoại đâu anh. À. Liền biết ngay mà. Tầm này mà anh. Có nhiêu vậy mà em cũng nói láo anh kia vậy? Em trai xin việc kia là mua mấy anh lên kia anh mua cái em cái hấp dẫn không? Em không xài sim đúng không? Giờ em lấy cái sim anh này em xài được không? À, vậy em lấy cái sim của anh nè, em xài. Mới đeo. Em cho móng tay làm sao mà tự dưng nó cấp ra hết còn có hai ngón chân trái không vậy? Hộp chân xanh này em lấy em sơn không? Anh tặng em hộp chân xanh nha. Còn hộp thì nữa. Nha. Em là ở khu đây luôn hả? Mỗi bữa nè, bữa ngày nào em cũng đi giờ đó. Lâu lâu mới đi. Anh thì ít thì xin anh đi anh tự anh thấy ghi ai anh tới anh lấy trộm bắt trộm á, giúp bắt trộm ké không? Vâng, giúp bắt trộm ké không? Nãy giờ em xin ghi của ai nhiều vậy chứ? Đây là em trai hay là sao? Anh hả? Anh đây em. Ủa? Em sao nó to con dữ trời? Em hả? Nó anh em đâu? Em lấy khẩu trang ra anh xem thử là đứa nào chị, đứa nào em được không? Hả? Ý là sao? Em lấy khẩu trang ra để anh coi thử đứa nào chị, đứa nào em. Như cùng nhau giống với nhau hả? Hai đứa nó mà nó giống thằng này thôi, nó xấu ai chịu nổ. Dũng vâng. Em lấy khẩu trang ra anh coi thử. Nhà hai đứa nào nhan sắc nhiều hơn đứa nào? Gái mà. Em mua áo Gucci đồ luôn hả chứ? Dép hiệu gì? Hiệu Fendi, áo hiệu Gucci.
em ăn gì nữa, em lấy đá không? Anh bóc cho em hầm đá nha. Đỡ ông ba em móc màu lên rồi có ké, ổng muối ké luôn.